Và chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bilsugui đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugui chơi Liên Minh Thọ Năm ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em test thử 5 con Ezreal ở trong chế độ một cho tất cả nha. Và tên bài là 5 con Olaf anh em ạ. Thì chắc chắn rồi, Ezreal mà muốn mà chạy anh em ơi thì Olaf mà rượng sao ta, thật luôn á. Nên ơi, trận này mình sẽ cố gắng mình tra hạt một tí để bất tử thử nha anh em ơi. Tại vì Olaf mà muốn tiếp cận Ezreal thật sự rất là khó luôn á. Nên trận này là mình hoàn toàn có thể được bất tử nha anh em ơi. Nếu mà mình lên đồ chuẩn nên chắc là trận này mình sẽ lên đồ gọi là chuẩn chỉ nhất cho Ezreal khi mà lên đam nè, lên tóc đánh nè, cũng như là lên những cái món đồ mà không phải đồ dị á nha. Một mạng nè. Đấy, phải diệu này cho chết luôn mà anh em. Hai mạng đó. Rồi, double kill ở ngay phút thứ hai luôn, quá dễ dàng. Mình chỉ cần snowball được cũng như là cố gắng lên đồ eo đồ tên bạn á, là tên bạn muốn bắt mình là không thể nào mà được luôn á. Nên mình sẽ cố gắng mình chơi gọi là lên đồ bình thường một tí nha, chứ bữa giờ lên đồ dị nhiều quá rồi đó anh em ơi. Ok, thì nếu như mà anh em muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái cũng như làm hết những ý tưởng của anh em nha. Cái nào dễ mình làm trước, cái nào khó mình làm sau, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ làm, chủ yếu là cái thời gian cái chế độ này mở ra có đủ để mình làm hay không thôi nha anh em ơi. Mình đọc thông tin thì nhớ không nhầm thì tầm ngày 14 hay sao á là cái chế độ này nó sẽ chính thức kết thúc. Đó là mình sẽ cố gắng mình làm hết từng cái một, anh em khỏi phải lo nha. Trận này thì không hiểu sao mà ông nội kia cầm Ezreal đi rừng. Đó, nên boss nó đang khá là gọi là thở bằng oxy luôn á. Boss 1 đến 2 mà anh em, khổ vãi đái à. Mình thì lên top mình chơi với ông này rồi. Tưởng là ông kia ông đi boss, ai ngờ ông cầm trừng phạt đi rừng luôn thì chịu đấy. Khổ ông boss vãi. Mình mua nước mắt từ lúc đầu game rồi, để tích nước mắt lên cho nó nhanh á. Lên thằng kiếm Maramune bắn mấy ông này nó mới có máu. Đó, thật sự là con Ezreal mà có tốc biến với lại là E á, mà mình giữ E mà không có xài E tầm bậy tầm bạ nên mới không có bay lên tầm bậy tầm bạ á, là mấy con Olaf này muốn rượt mình là thật sự là không thể nào mà bắt luôn á. Rất là khó bắt nha. Đó, mình cứ thả diều như vậy nè, nó bật rồi lên nó rượt mình thì mình bay E về thôi anh em. Chừng nào mà Olaf là kiểu như lên sắc lực á, lên cái móng vuốt ám muội á, bật lên xong rồi bay thẳng mặt mình thì mình cũng không chạy được chứ. Mà không biết trận này có ai lên Olaf sắc lực không ta, chứ mình thấy cái ông nào cũng mua cái cút chim hết đó nha. Mà cút chim thì chắc ông lên cái rìu mảng xà hoặc là lên cái món đồ full dam á. Anh em nào xem thay thì đừng quên để lại là ủng hộ cho mình nha. Bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình chỉ kênh hàng ngày. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Ông kia đừng lo level 6 và đi găng cái đầu bòi vậy đây, tóc biến đập mặt luôn. Hợp lý. Hợp lý luôn ông ơi. Tên bạn thì 5 ông Olaf thì 4 ông mang tăng tóc rồi. Nhìn cũng hơi sợ đấy. Tôi bắn ông này luôn. Hai búp nè. Cảm ơn đã né nha. Cảm ơn đã né nha ông ơi. Nhờ ông đó né mình mới có mạng đó. Chứ hôm đó mà không né này mà ông là cái ông Ezreal kiếm ăn rồi. Hai búp luôn về tay Lancelot. Mấy cái lớp giáp trụ đầu của cái chế độ này nè là nó rất là dễ bốc anh em à. Rất là dễ bóc luôn á, tầm ba cái lớp giáp trụ đầu á là anh em bóc một cách gọi là nhanh chóng luôn. Và anh em nên nhớ nha, tầm phút thứ 8 á là cái lớp giáp trụ này nó sẽ mất, nên anh em cố gắng bóc được cái nào thì bóc cái đó. Rồi 2.400 tiền rồi, về nhà mua đồ cái. Đủ tiền lên đồ lớn luôn rồi đó. Thực sự là mấy cái món đồ mà Ezreal này nó thường lên cái giá thành nó khá là rẻ, nên chắc chắn là mình với team mình luôn á là sẽ khá là out đồ so với Olaf đó, tại vì đồ của Ezreal lên rẻ lắm. Trận này thì 5 ông Ezreal thì 4 ông lên đam là như mình nè, cũng lên nước mắt cái kiểu nè, lên kiếm Maramune nè. Còn một ông thì lên phép. Gặp Olaf mà lên phép thì nó hơi bị Sida đó anh em ơi, đam nó không có tới đâu á. Hai nè, chúng hai ông luôn à. Bắn nè, quy nè, ok, ăn mạng luôn. Olaf mà gặp Ezreal là bao tù luôn anh em ơi. Mày nè. Trời ơi, thật luôn á chứ. Trận này nếu như mà mình muốn á, là bất tử là cực kỳ dễ luôn, anh em xem nè. Mình sẽ chơi gọi là vừa hộ báo, mà hộ báo có chừng mực nha, chứ không phải là hộ báo mà kiểu là
đầu trâu mặt ngựa anh em à, là không biết gọi là sống sợ chết gì đó. Hổ báo mà có chừng mực là biết lúc nào nên lùi về và là lúc nào nên hổ báo. Chứ mà hổ báo kiểu bất chấp đầu trâu mặt ngựa thì chết là cái chắc luôn. Đó, bắn chay thôi, có red mà anh em ơi, cứ bắn chay mà đốt thôi. Ôi, ông kia ăn à? Ờ, mình ăn anh em. Ôi, ui, 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 ui. Cái phe đó mà ông rượt mình là có thể ông giết được mình rồi đó anh em à. Nếu ông rượt nha là có thể giết được mình, nhưng mà không hiểu tại sao ông sợ hay sao á. Ông lùi về, ui xôi ôi. Nhất cái nách lên mơi vẫn còn sống hơn quá. À, rồi bắn xuống thì không kịp rồi, vừa mới hồ rồi luôn. Phải đó hồ rồi nhanh hơn tầm 3 giây thôi là rồi xuống mình ăn mạng, ổng là được kịp luôn á. À, cái boss này nó nát quá rồi anh em ơi, xuống cứu một tí nha. Chứ để cái thằng Olaf này mà một len nó xanh quá thì nó tí nữa một mình nó càng hết. Nhìn cũng hơi ghê một tí. Nên cái nào mình còn cứu vãn được thì mình cứu vãn anh em ơi. Có blue không ta? Rồi tới luôn nè. Ông rừng ăn mất hết rồi. Ông rừng ăn blue rồi, biết ngay mà. Không cần vào cũng biết luôn á anh em ơi. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi, mình xin, mình xin, mình xin. Thôi 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 anh em ơi, mình tính bay e lên đó nhưng mà nhìn hơi ghê, không có tầm nhìn. Đó, có blue rồi nè, không cần ăn mà vẫn có blue, đỉnh không anh em? Xong kia về rồi. Ủa ơi, sau lưng mình có một thằng nè anh em. What the fuck, ở đâu ra vậy ta? Anh em, sau, sau lưng mình lại có một thằng ta. Nó mọc từ dưới đất, nó chui lên hả? Nó hiểu luôn, ở đâu ra có một thằng anh em à. Nhìn hài vãi. Đó, mình đi ra mà từ boss lên mid lên top luôn. Ăn cái trụ luôn đi. Rồi, nhấc cái nách liền, nhấc cái nách liền. Và nhà mua đồ lớn. Bú rìu sắc thần nha. Ôi, ôi, nó càng. Tí nữa mình sẽ cố gắng mình giữ một khoảng cách gọi là thật sự là an toàn đối với mấy cái thằng đầu bồi Olaf này anh em à. Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa này. Chúng ông ta. Tám trăm rưỡi. Một đời là lên hương luôn anh em ơi. Lên hương luôn anh em ơi. Mới về nhà mua đồ ngàn tiền. Trời ơi. Làm giàu chứ bây giờ là dễ đến như vậy. Rồi mình đang khá là ao đồ nữa nha. Mình đang gọi là ba món đồ nữa mà tính cả cái giày nữa. Lại thải sứ giả rồi. Không hiểu tại sao tem mà gọi là đang ăn trên bộ mặt trận xanh gọi là vắt cái đó, cứ thích thải sứ giả thôi. Ê thằng nào nè. Bắn luôn á này mời. Mình núp à, núp chơi mình à, núp chơi mình à. Úi xôi ôi. Anh em biết tại sao mà mình lại e trễ đến như vậy không? Mình biết chắc chắn là kiểu nào mình e lên nó cũng sẽ all in. Nó bất chấp nó chơi mình luôn thấy không? Nó còn một tí món nó cũng quay lại top biến nó chơi mình mà. Ôi đau thế. Nên là nhiều khi anh em phải bình tĩnh nha. E là cách liễu. E là cách liễu thôi. Còn nào mà mình cảm thấy an toàn thì mình e là mình chơi nó. Giữ mạng mà anh em, không được chết. Cho nên là không không được chơi gọi là sao nhãn một tí nào cả. Giúp mình giúp bạn á. Nhận bộ đồ cái. Rồi 4 món luôn. Phút 11 và 4 món là cực kỳ giàu rồi đó. Ở cái bản ngọc nãy giờ mình đang mang là thu thập hắc ám nha anh em. Lúc đầu là mình tính cầm Everyden full phép cơ, nhưng mà gặp ông Olaf này thật sự là không chơi được.
April lên full phép mà gặp Olaf nó hơi tù quá anh em, thật. Gặp mấy con khác á, thì còn lên được. Nhưng mà thôi, April lên đa mà cầm bản thu thập hắc ám này nó cũng mạnh mà, chứ đâu phải là yếu đâu. Nãy giờ bắn cũng ok. Dầu thì nên giảm hồi máu đi giờ. Trời ơi còn gì anh em. Mình bắn nó tới chết luôn chứ còn gì, để nó đánh mình. Nó đánh mình thì nó mới được hút máu, nó được hồi máu đúng không? Lên à. Mình nghèo vờ lờ mà có giàu đâu. Có 12 không chứ nhiêu mà cứ bảo giàu thôi, không hiểu kiểu gì. Đấy, mình cứ đánh nó chết trước khi nó được hút máu là được. Đấy. Ok, water kill. Ui, cái bên tay của mình đang nằm ở nhà bạn anh em à. Cái thằng đó nó bị giết trước rồi, hồi sinh 5 giây nữa kìa. Cay thật. Còn gì giảm hồi máu đâu. Nó chạm được mình, nó đánh được mình thì nó hút máu được. Mình cứ thể diều nó sao mà chạm được mà hồi máu chứ không hồi máu. Mà nếu mà anh em thích thì tí nữa tôi lên. Nếu mà thấy tí nữa mà tem bạn gọi là hút máu mạnh quá thì mình bắt đầu mình lên anh em à. Bây giờ thật sự là chưa cần cho lắm. Giờ mình chắc chắn là tem bạn là bắt đầu lên giáp nè. Nên mình sẽ đi trước tem bạn một bước. Đó. Lên xuyên giáp trước tem bạn luôn. Mặc dù là tem bạn chưa có lên giáp đâu á, nhưng mà chắc chắn là chuẩn bị lên rồi đó. Nên là hắc nã tem bạn trước một bước. 16 không nha. Tem mình ăn 22 mạng mà mình ăn 16 mạng rồi. Nên đi chung với tôi, cover cho tôi nè. Đi lẻ làm cái gì? Là đi ăn sứ giả à. Mấy này đam mê vãi. Mấy này đam mê ghê ta. Tem này đang xanh mà cứ rủ đi ăn sứ giả thôi. Đam mê thật sự ấy. Không biết ăn sứ giả nó có cho được thêm tiền hay không nữa mà cứ rủ đi ăn rồi. Ê coi chừng nó dụ vào đó nha. Nhìn hơi ghê đấy. Không. Ồ. Này nó trơn mình đây mà. Ủa biết ngay nó dụ mà. Tôi biết ngay mà anh em. Đấy. Hay. Như bot nè. Bây giờ mình chơi với cái chế độ này nè là mình hụt beta khá là nhiều lần luôn á. Cái số lần mà hụt beta của mình là chắc phải là tính bằng, gọi là không thể đếm được trên đầu ngón tay nó rồi anh em à. Không thể đếm được luôn rồi đó. Tại vì nó quá nhiều đi. Mà anh em coi video bữa giờ anh em cũng biết rồi, cái số lần mà ăn beta của mình đó, nó cũng gọi là quá nhiều rồi đó. Bữa giờ trong cái chế độ này là mình ăn beta là chắc phải chơi chục lần rồi đó anh em à. Thật, rất là nhiều luôn rồi. Còn cái số lần mà nó hụt beta đó nha, nó phải gấp mấy lần so với cái số lần mà mình được beta đó. Lên luôn nè. Tí nữa mình sẽ lên thêm mấy gươm vô danh nha. Tên bạn này có máu cũng nhiều đó. Mình lên cái đó là vừa khắc chế với lại là vừa có hút máu luôn. Anh em thấy không? Tên bạn là bắt đầu lên giáp gai rồi khiên băng rồi. Tên băng các kiểu rồi kìa. Lên xuyên giáp trước luôn mà. Này nó cứ muốn móc móc mình nha. Móc móc cái gì? Cái gì đây? Cái gì đây? Không ổn anh em ơi, không ổn anh em ơi, không ổn anh em ơi. Nice. Ok. Nãy tóc biến đập mặt vào tường. Thật sự là cái team nó muốn rất là lồng ngực luôn anh em ơi. Mình tính R flash nhưng mà quả R flash đập mặt. Cái đẩy nữa không? À đẩy nữa là chết rồi. Anh em ơi, anh lên cứu mình coi. Ồ, này yếu anh em ơi, này yếu anh em ơi. Giết được cái 90 đồng à, này yếu. Nó mạnh mình mới ghê đó. Rồi, full đồ, đủ tiền là mua thuốc lắc luôn rồi đó. Gươm vô danh nha. Có hút máu không cái. Rồi, phút thứ 16 full đồ.
ở Mr. anh em. 16 phút 21 mạng và full đồ và chưa chết một lần nào cả. Nói ra mà chơi F-Blue này mà gặp Olaf á, mình mà muốn thật sự mà thể gì mà chạy nha là Olaf không thể nào mà bắt được. Trừ khi mà năm thằng Olaf nó đầu tư 5 cái spell vào mình, bật tăng tốc lên nó rượt mình, là mình phải dìu cái chết mà. Đang xuống bạn ơi, đang xuống bạn ơi. Thấy không? Nhìn Olaf nó rượt F-Real nhìn thấy tù tù không anh em? Nhìn thấy tội vậy đấy. Đó, nhường cho bạn ăn luôn á nha. Chứ mình ăn bây giờ cũng được cái gì đâu. Được thêm mấy KDE thôi. Các bạn ăn nuôi các bạn mập à, các bạn lên đồ, các bạn cover cho mình bất tử, hợp lý không? Tính chất bắt cầu à. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Hoài, wow, mày giết được cái 94 đồng à. Mà được cái là thêm cái đe anh em ơi. Được thêm mạng. Tên bạn Olaf đâu hết rồi? Còn 4 thằng mà không thấy thằng nào ra đếp nhà vậy? À, bắt đầu ra kìa, ở dưới boss nè. Xuống luôn, xuống luôn. Nó còn chưa thấy mặt tên mình xuống mà nó chạy về trước luôn à. Ở mid này anh em ơi, thằng này hơi bị trâu, thằng này 4 món đồ rồi, giáp không. Đi chung với anh em cho nó an toàn anh em ơi. Đây mình cũng hộ bài phết, thằng này cũng e lên bắn đó. Ui, má nó bê trụ kìa, nhanh thật sự. Đây mình chơi cục xúc quá anh em ơi. F-Real mà thấy Olaf mà thằng này cũng e lên bay, bắn thẳng mặt luôn. Úi trời ơi, game chơi gì đây, không về nhà đếp nhà à. Rồi đầu hàng luôn rồi. Ok và GG tất cả các nhà tại bên em, hẹn lần sau hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.